Quý vị thân mến, ngay bây giờ chúng ta đang cùng đến với vòng thứ 5. Mà vòng này thì Nguyễn Khang rất là thích, bởi vì họ sẽ phải thể hiện sự sáng tạo của mình khi mà xem lại một cái trích đoạn của một bộ phim, một phiên bản gốc. Sau đó họ sẽ phải lồng tiếng lại bộ phim này sao cho thật là hài hước và khiến cho khán giả của chúng ta bật cười. Nếu mà khán giả của chúng ta càng cười nhiều, điểm số sẽ càng cao. Xin mời đội B, đội của anh Hiếu Hiền và đội anh Nguyễn sẽ chọn một vị khán giả của đội A. Chọn khán giả mà hình sự ghê chưa? Nhưng bây giờ cười chứ lát lại làm tiếng không cười, nguy hiểm lắm. Thôi. Gia đình này, gia đình làm quá rồi. Bây giờ, chào em. Mời em đứng đây. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần lồng tiếng lại cho trích đoạn trong bộ phim Những Nụ Hôn Rực Rỡ. Xin mời. Trời đất ơi, đi đâu vậy, dẹp vậy? Con mới bị té nước á. Trời ơi. Hả? Té xong? Dạ. Trời đất ơi, mày đã té giếng mà còn té xong nữa, ai chịu nổi vậy? Trời ơi, bác ơi, mới té còn lần mà làm gì? Cậu biết cái gì mà nói? Tôi đã từng té giếng, bây giờ giờ cậu sao? Trời ơi, té 10 lần mới điên. Tôi nói cho cậu nghe nha, con nhỏ này mà đã té giếng rồi, giờ té xong. Trời ơi bác ơi, té không có điên đâu. Nít nè, nhìn thấy cậu nha, nha nghi lắm nha, té giếng một lần phải không? Thôi được rồi, nhìn mặt nghi quá, về con, nó cắn một cái là chạy nọc. Cái này dễ lòng quá, cái này dễ lòng ghê, hình như đếm được có khoảng 3 te. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt thi đấu tiếp theo của đội anh Trường Giang và anh Bảo Khương. Mời anh. Anh Giang sẵn sàng chưa? Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần lồng tiếng lại cho bộ phim Những Nụ Hôn Rực Rỡ. Thời gian bắt đầu. Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi, đừng ăn hột bít nước nữa mà. Không ăn không thả bơm, giờ má tôi dắt mấy đứa nhỏ về quê luôn, thấy không? Bữa tôi ăn sầu riêng nướng, có sao đâu. Rồi ông sao cô bất cử quá hả? Ông ăn rồi vậy ai mà chịu nổi? Sầu riêng tôi ở trong nhà cả ngày có bị gì đâu. Nhảy xuống đi cho nó mát. Sầu riêng. Tắm đi. Mày móc cho ăn 1 kg luôn. Mày móc cho ăn 1 kg cho banh nhà luôn. Tắm chung hả? Bậy, tôi kéo ông ra chơi hộm chơi đuối sao? Để lên. Bời đảo á. Tắm đi. Uống nước mặn quá. Lên nằm đây. Nằm đây đây nè. Ối hộp bít này cho tôi. Ối ra. Trời ơi, ông nội này không ăn gì chắc mấy chục hộp sao ối hoài không ra. Ối ra lại cho tôi. Đừng có nhấn mấy mẫu đục thừa. Nhấn mấy ối được chứ. Ối ra. Để lên. Trời ơi, có ai? Trời ơi, ông chết rồi, ai cứu chồng tôi? Cái này phải hô hấp mới được chứ. Trời ơi, xong bị ông thúi quá trời. Thưa quý vị, qua 5 vòng thi đấu thì rõ ràng là những nghệ sĩ của chúng ta đã cố gắng mang thật nhiều tiếng cười đến cho quý vị khán giả.